chồng các con trở lại. Và hôm nay thì thầy được giao một cái nhiệm vụ mà chúng ta đã nghe rồi, nhưng hôm nay thầy sẽ kể chuyện thông qua các hình ảnh và những câu chuyện rất ngắn. Thưa các con, vô cùng cảm động khi thầy ngồi dưới cùng với thầy phó phòng đào tạo. Các con đứng lên đây, các con nhận học bổng, các con xếp hàng ngăn nắp. Và khi các con kết thúc nhận học bổng xong, các con cũng xuống cực kỳ ngăn nắp. Thầy đang có cảm giác đây là một cuộc thi hoa hậu mang tầm quốc gia chứ không phải một trường đại học khai giảng nữa. Xin chúc mừng các con và chào tay cho các con. Đây chính là điều thể hiện rõ nhất văn hóa của chúng ta. Và thầy cực kỳ ngạc nhiên khi mà có hơn một tháng ở trường mà chúng ta lại có được cái nét văn hóa hay và đẹp như thế. Thưa các con, thầy xin nhắc lại cái câu chuyện văn hóa của chúng ta. Đúng không ạ? Đầu tiên, cách đây khoảng 3 năm, thầy biết đến Đại học Đông Á thông qua một cái chương trình truyền hình tuổi trẻ. Chương trình đó là kỷ lục Việt Nam về gói quà nhanh nhất và nhiều nhất. Thầy bắt đầu theo dõi Đông Á. Và thầy nghĩ rằng chắc cũng làm kỷ lục chỉ để làm truyền thông mà thôi. Bắt đầu theo dõi. Và thưa các bạn, khi năm Tết Đinh Dậu 2017, hình ảnh của các bạn sinh viên và thầy cô đi tặng quà cho một bà mẹ, và cái hình ảnh đó thầy đã đọc ở trên báo, thầy xem ở trên clip, một người bà đã khóc. Và đặc biệt khi thầy biết được cái dự án của gì ạ, USAID Đông Á cùng với một tổ chức của Hoa Kỳ đã giúp cho những bạn sinh viên, những người tận nguyện chương trình học công nghệ thông tin. Và không chỉ có vậy, còn nó ăn chốn ở và tạo được cái việc làm. Lúc này thầy bắt đầu tin Đông Á. Và thưa các con, từ theo dõi, tin và chuyển sang yêu Đông Á và phải lòng. Và bây giờ là gì ạ? Giống như một người nhà của Đông Á rồi. Đó chính là khi thầy tìm hiểu về văn hóa Đông Á, tìm hiểu về con đường phát triển của Đại học Đông Á. Và một trường đại học ngoài công lập nhưng lại có những điều làm được mà ngay cả những trường công lập cũng không làm được. Khi chúng ta có một cái buổi mà cô hiệu trưởng anh Đào cũng đã khóc, thầy trò của chúng ta cũng đã rưng rưng khi chúng ta tìm hiểu về tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và tổ quốc. Vì vậy hôm nay thầy xin 6 cái slide để nói về 6 cái tiêu chuẩn lại rất nhanh. Và hôm nay thầy không nói lại nữa mà chúng ta thông qua những cái hình ảnh. Câu chuyện đầu tiên, con nhìn lên hình, đó chính là một cái chai nước. Thưa các con, rất nhiều người và nhiều cơ quan khi báo chí nói thì cũng một buổi họp nào đó nhất định cũng đưa ra một bình và làm giống như một cái hình thức để ủng hộ một cái phong trào. Và sau khi phong trào đi xuống thì tất cả lại trở về trạng thái ban đầu. Thầy đến với Đông Á và nhận được một chai nước. Và thưa các con, chai nước đó bây giờ vẫn đang luôn mang trong cặp. Và thầy đi rất nhiều trường khác nhau, thầy vẫn tự hào là chai nước đó trên bàn. Đây là chai nước của Đông Á. Và các con biết trường của mình khi đăng lên Facebook của thầy, Facebook của thầy, thầy Mai Lâm có một cũng lượng đông đảo, hàng chục nghìn người theo dõi. Họ cứ hỏi tôi là các bạn à, thầy ơi, đây có phải là trường thật không? Hay là Photoshop? Hay là ghép hình? Mà làm sao lại cái trường gì mà hoa đẹp như thế? Đúng không ạ? Tôi phải giải thích một thật 100% nhờ thợ ảnh phân tích. Trường của chúng ta rất sạch và đẹp. Và thầy Mai Lâm đã nói là sao ạ? Chúng con của chúng ta phải giữ gìn sạch đẹp này ngay từ lúc vào trường, thấy rác là nhặt. Và chúng ta cố gắng hạn chế và tiến tới là không sử dụng bịch ni lông. Và trường của chúng ta đã làm trong mọi cuộc họp mà ngày hôm nay khai giảng. Tôi rất vui khi mà thấy những chai nước đó, những chai nước thủy tinh đã xuất hiện trên bàn. Như các con để ý một cái hình ảnh, đó là học sinh cúi chào. Cái tiêu chuẩn đầu tiên của văn hóa Đông Á là sạch và đẹp. Và rất nhiều người nghĩ rằng sạch đẹp ở đây chắc chỉ là về môi trường, về dọn rác, về ngăn nắp. Nhưng thưa các con, trong cái tiêu chuẩn đầu tiên đó là sạch đẹp của Đông Á, thì cái chữ mà chiếm tỷ lệ nhiều nhất chính là gì ạ? Sống đẹp, ngoan ngoãn và lễ phép. Và đây chính là cái tiêu chuẩn đầu tiên sạch đẹp. Xin mời cái câu chuyện số 2, xin mời slide số 2 để chúng ta không nhắc lại nữa, nhanh hơn đúng không ạ? À, các con có biết người đàn ông này, đây là người đàn ông mà xin các bạn là gì ạ? Thầy theo dõi Facebook thầy cũng mệt luôn, bởi vì thầy bay nhiều quá. Tôi nghĩ rằng nếu như mà có hãng hàng không Việt Nam Airlines nào mà phong danh hiệu người đàn ông bay đi Nhật nhiều nhất năm, chắc chắn là thầy
thầy xong thì phải đạt kỷ lục vô địch, đúng không ạ? Có lẽ là gì ạ? Phải lên đăng ký. Thầy là người bay nhiều nhất. Và thưa các con, trên 70 cái hợp tác ký kết ở tầm tỉnh, tập đoàn và tầm quốc gia và thủ tướng trước kia, đúng không ạ? Các thầy cô đã làm mọi sức. Ở bên này thì cô Anh Đào cho các bạn biết rồi, bây giờ nói về thì không khác gì là định cô nữa, đúng không ạ? Thời gian làm việc của thầy với cô toàn 11 giờ đêm thầy nhắn. Thầy hy vọng là chắc sáng ngày mai cô trả lời, mà luôn luôn làm việc vào ban đêm, đúng không ạ? Thưa các con, ở đây là một cái xưởng ô tô thực hành của chúng ta gần 10 tỷ đồng. Và ở bên này, văn hóa Đông Á không cho phép việc đi thầy đi cô, và không cho phép việc tạo ra cái áp lực để sinh viên đi thầy đi cô. Đây là một điều mà tôi nghĩ rằng ban giám hiệu của hội đồng quản trị đã rất mạnh mẽ quyết liệt. Với tất cả những chuyến bay, với hơn 4.000 suất học bổng thực tập, kiến tập và việc làm tại Nhật, với trên 70 hợp tác trong một thời gian cực ngắn của thầy Sâm, tất cả chỉ nói đến một điều, tất cả vì sinh viên. Và tuyệt đối không có chuyện đi thầy đi cô, cũng tất cả vì sinh viên. Đó chính là văn hóa tận tụy của Đông Á. Câu chuyện thứ ba, các con có biết đây là gì các bạn không? Các bạn này đã nhận được học bổng toàn phần. Thầy phải lấy tư liệu từ cái bản tin của Đông Á. Các bạn đã nhận được học bổng toàn phần 15 bạn, và các bạn đấy sau đó đã không nhận lại số tiền mà lẽ ra mình được nhận. Các bạn đã nhường toàn bộ cái suất học bổng của mình vào cái quỹ để cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay cô Anh Đào nói: Lâm ơi, em không nói lại những điều đã nói với sinh viên, mà làm sao bây giờ thế hệ của khóa chúng ta, tân sinh viên này, phải viết tiếp câu chuyện này. Đó là phải gì ạ? Đồng hành cùng những bạn có hoàn cảnh khó khăn. Và thưa các con, khi mà bị bão lụt ở miền Trung, thì trường của chúng ta không những động viên, giúp đỡ, tặng quà bình thường, mà trường của chúng ta đã gọi những bạn có hoàn cảnh vào trong cái vùng đỉnh điểm của bão lụt đó miễn học bổng 100%. Đây chính là văn hóa gì của Đông Á ạ? Văn hóa giúp đỡ. Câu chuyện thứ tư, các bạn có biết đây là các bạn sinh viên đang ở đâu? Đang ở Nhật. Có lẽ cái đồng phục này mặc gì đây không? Rất nhiều trường đại học Việt Nam, bởi vì thầy Mai Lâm có may mắn, thầy đang làm chủ tịch, trợ lý chủ tịch quản trị của một thầy mà có 2-3 trường. Thầy cũng đã từng may mắn khi mà tham gia vào nhiều cuộc kiểm định của các trường đại học, và thầy biết rất nhiều trường ký để mở ký, sau đó để trưng ra là ở tôi có hợp tác quốc tế. Còn trường của chúng ta, sự hợp tác là thật, và chỉ cần sinh viên đạt tiêu chuẩn được ngoại ngữ thôi thì không bao giờ thiếu cơ hội cho các con. Thưa các con, vì vậy các bạn sinh viên đã đi Nhật, và thầy cực kỳ sửng sốt và hạnh phúc khi bạn sinh viên vừa rồi lên nói bằng tiếng Nhật, đúng không ạ? Và trước đó là một người Nhật nói bằng tiếng Nhật, và sau đó là một bạn sinh viên lên đáp lễ. Nó cực kỳ vi diệu các bạn, nó cực kỳ dịu dàng và cực kỳ dễ thương. Và tôi rất tự hào, mặc dù thầy chỉ là một đối tác của Đông Á, bởi một người Nhật lên nói bằng tiếng Nhật chào bằng tiếng Việt Nam, xin chào. Và chúng ta cũng đã có một cái đáp lễ tuyệt diệu như vậy, đúng không? Nên thầy mong các con phải chuyên nghiệp. Bên này là các bạn sinh viên mà năm vừa rồi nhận được bổng thầy Mai Lâm, 5 bạn sinh viên của trường đại học Đông Á, 1 bạn sinh viên của đại học Phan Thiết, 2 bạn sinh viên của đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, và một số bạn sinh viên của đại học An Giang. Cái câu chuyện của đại học An Giang mà thầy đi khai giảng năm ngoái ở đại học Đông Á, gặp đại học An Giang và về đại học An Giang, nó kết nối những câu chuyện đẹp như vậy. Và năm vừa rồi thì đại học An Giang, đại học Khoa học Nhân văn, sinh viên đại học Đông Á, các con đã sang Philippines để học tập một tuần, và bây giờ thì các bạn cũng nói được tiếng Anh luôn. Ở đây thầy muốn nói thêm thế này, trường của chúng ta có một lợi thế tuyệt đối khi hợp tác với Nhật, và hiếm có một trường đại học ở Việt Nam hoặc khu vực châu Á có thể làm được như thế. Vậy các thầy cô tận tụy giúp đỡ, nhưng các con có nắm bắt được cơ hội này hay không? Rào cản đầu tiên, và thầy nghĩ rằng với tài năng của con thì cái rào cản này có thể rào cản duy nhất, đó chính là ngoại ngữ. Thầy đã nhắc lại là ngoại ngữ và phương pháp động lực ngoại ngữ rồi, thầy không nói lại nữa.
Thầy nhắc lại một lần nữa và mong sinh viên Đông Á phải ngay lập tức dùi mài và diện học ngoại ngữ quyết liệt. Nhất định các con phải làm được. Bởi người ta có thể học được 3-4 ngoại ngữ, tại sao mình một ngoại ngữ không xong? Nếu yếu, hãy xóa hết để làm lại từ đầu. Nếu biết lóng bóng, hãy xóa hết để làm lại từ đầu như một tờ giấy trắng. Trước kia thầy Mai Lâm đã từng như vậy. 29 tuổi mới bắt đầu học ngoại ngữ và chỉ cần trong 5 tháng xóa hết làm lại từ đầu đã làm được và bây giờ trở thành giáo viên và là phó hiệu trưởng một trường ở nước ngoài. Thì thầy tin các con năm nay mới có 19 tuổi, không có lý do gì các con không làm được. Hãy học ngoại ngữ, thầy biết nhiều người nói. Hãy học ngoại ngữ, thầy biết rất nhiều người nhắc đến vai trò. Nhưng thầy chỉ nói rằng nếu như đang mất niềm tin, phải quay trở lại niềm tin. Nhất định các con sẽ làm được. Thiên hạ học 10 nhớ 7. Mình yếu, mình vất gốc, học 10 nhớ 3. Vậy học 30, học quyết liệt để nhớ 9 và sẽ trở thành những kẻ xuất sắc trong lĩnh vực đó. Hãy làm bằng 300% công lực như thầy Mai Lâm đã từng làm với ngoại ngữ vào năm 29 tuổi. Và thưa các bạn, nhìn những hình ảnh này cực kỳ chuyên nghiệp. Và đây chính là gì ạ? Văn hóa chuyên nghiệp Đông Á. Đương nhiên còn nhiều lắm, nhưng thầy đã nói nên thầy chỉ xin kể chuyện bằng hình ảnh thôi. Tiếp theo câu chuyện thứ năm. Thưa các con, tôi xin phép và tôi PR chính bản thân tôi. Lúc nãy thầy ngồi dưới nghe Trung Nguyên tặng sách, tặng học bổng. Thầy Mai Lâm hiện nay được Trung Nguyên mời là người đồng hành. Thầy là người truyền cảm hứng cho rất nhiều trường cao đẳng đại học trong cả nước. Và thầy Mai Lâm luôn luôn có câu chuyện đầu tiên mang trong mình, đó chính là câu chuyện của sách. Năm quyển sách mà tập đoàn Trung Nguyên giới thiệu cộng với những quyển sách của văn học nhà giả Kim, Hoàng Tử Bé, Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Ga, cộng với những quyển sách gì ạ, Từ Tốt Đến Vĩ Đại vân vân, sách chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn. Bởi vì trong giáo dục Liên Hợp Quốc nói rồi, cái đích cuối cùng đó là gì ạ? Đó là trí và tâm cùng chung sống và khẳng định mình của Liên Hợp Quốc nói, đó chính là phần tâm. Và đào tạo để bằng tốt bằng giỏi, đó chính là phần trí. Phần trí ở trên trường đại học có thể giúp, và giúp rất nhiều. Phần tâm các thầy cô cũng giúp các con. Nhưng cái giúp lớn nhất của phần tâm để tạo những con người tuyệt vời, những con người có học và có trái tim thì phải đến từ sách. Nên thầy mong các con phải đọc sách và hãy đọc sách Thư Viện của Đông Á. Năm ngoái thầy dắt một đối tác từ Đài Loan đến thăm trường. Ông đến bước chân lên lầu 9, ông sức người lại, ông bảo Lâm ơi, đây là Việt Nam luôn. Trường đại học ở Đài Loan, một trường đại học hiện đại bên Đài Loan cũng chỉ đạt những cái đẳng cấp thư viện như thế này. Và thầy đi rất nhiều trường trong nước và nước ngoài và nhiều châu lục. Thì những trường đại học đẹp đẽ thế này, có lẽ mình thua Harvard và gì là Oxford thôi. Đúng không ạ? Rất đẹp như những quán cà phê. Ở Việt Nam này tôi chưa đi hết, nhưng đi rất nhiều. Thì Sài Gòn có thư viện của Tôn Đức Thắng, Đại học Tôn Đức Thắng. Và từ đây cho ra những trường Mai Lâm đã đi thì Đại học Đông Á xứng đáng gọi là một trong những trường đại học có thư viện đẹp nhất. Các con đã lên thăm trường. Tôi biết rất nhiều bạn sinh viên khi hết năm nhất rồi cũng không bao giờ biết thư viện ở đâu. Vào lớp thì các em nhận sách và thậm chí nhờ lớp trưởng đăng ký mua sách mà không bước chân lên thư viện. Các con ạ, sách tạo nên hồn cốt và cách. Nên thầy mong các con hãy đọc sách. Và từ sách nó mới có sáng tạo. Đọc sách, suy tư, trăn trở, suy nghĩ và sáng tạo. Không có sáng tạo, không có lịch sử. Không có sáng tạo, cũng chả có tương lai. Hãy đọc sách, hãy nghiền ngẫm và hãy sáng tạo. Đây chính là văn hóa thứ năm của Đại học Đông Á. Văn hóa đọc sách và sáng tạo. Câu chuyện cuối cùng, có lẽ các con nghe mệt rồi đúng không? Đó là câu chuyện gì ạ? Trách nhiệm. Tại sao tất cả các câu chuyện đều có hình ảnh, còn câu chuyện trách nhiệm thì lại không có một hình ảnh nào? Bởi tất cả đã được tập hợp trong một cái clip. Sau khi các em xem clip này xong, thầy hy vọng các con sẽ viết tiếp được những cái điều thầy cô và những anh chị đi trước đã tạo dựng lên văn hóa Đông Á. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Bên cạnh việc đào tạo ra những con người đủ tài để đảm trách ngay công việc được giao phó, Đại học Đông Á còn chú tâm gieo hạt giống lòng trách nhiệm vào trái tim của người trẻ đang dần tiếp nhận chèo chống vận mệnh đất nước.
Một trong 6 mục tiêu quan trọng của sinh viên trường Đại học Đông Á khi ra trường là trách nhiệm với cộng đồng. Chính vì vậy, suốt trong quá trình phát triển của mình, thầy và trò trường Đại học Đông Á không ngừng nỗ lực đóng góp bàn tay, khối óc của mình vì một xã hội tốt đẹp hơn. Dự án đào tạo công nghệ thông tin cho 250 học viên là người khuyết tật có tổng trị giá là 8 tỷ 815 triệu đồng, được tài trợ bởi tổ chức USAID Hoa Kỳ, trong đó Đại học Đông Á tài trợ 2 tỷ 665 triệu đồng. Dự án đã được thực hiện trong 3 năm với 5 lớp, thời gian đào tạo từ 6 đến 9 tháng. Mỗi học viên đều được hỗ trợ học phí và chi phí ăn ở trong suốt quá trình học tập, được đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết để hòa nhập cộng đồng. Kết thúc khóa học, nhà trường cũng quan tâm hỗ trợ ngày hội việc làm cho học viên nhằm hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho các bạn. Dự án như lời khẳng định cho một môi trường đào tạo không kỳ thị, tôn trọng bình đẳng xã hội. Sinh viên Đại học Đông Á cũng xây dựng nhiều mô hình đầy tính nhân văn như xây dựng tủ sách cộng đồng tặng bệnh nhi ung thư, top 10 dự án sách và hành động của toàn quốc, tặng tủ sách hiếu học đến các bạn học sinh vùng cao đón năm học mới, tủ bánh mì từ thiện, nồi cháo yêu thương cho bệnh nhân nghèo, ngân hàng máu sống, tặng xe lăn cho người khuyết tật, chuyến xe mùa xuân yêu thương, tặng vé xe Tết cho sinh viên khó khăn. Câu chuyện về 15 sinh viên Đại học Đông Á không chút đắn đo trao tặng lại toàn bộ số tiền học bổng mà mình nhận được trong năm học cho các bạn học cùng trường có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không chỉ là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhân lên nghĩa tình, hành động cao đẹp trong cuộc sống đời thường, mà còn góp phần tạo dựng môi trường học tập đầy tính nhân văn, lan tỏa tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp đến cộng đồng. Quỹ vì cộng đồng của thầy và trò Đại học Đông Á cũng đóng góp 170 triệu đồng xây dựng 3 cây cầu Hòa Lạc, Nhất Trí và Hoa Vàng trên cỏ xanh tại Phú Yên, hỗ trợ bà con vùng lũ Tuy An đỡ vất vả hơn và nhất là các em nhỏ sẽ được an toàn đi lại, nhất là trong mùa mưa. Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ môi trường sinh động với thông điệp không mang túi ni lông đến sơn trà, làm sạch đường phố trong ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, bảo vệ môi trường biển khỏi rác thải nhựa. Chương trình quà yêu thương được công nhận kỷ lục Việt Nam về số lượng người tham gia gói quà tặng nhiều nhất trong thời gian nhanh nhất với 3.180 phần quà ý nghĩa do hơn 2.730 người tham gia làm gói trong vòng 5 phút tại trường Đại học Đông Á để dành tặng cho những trẻ em nghèo bất hạnh tại các tỉnh miền Trung, lan tỏa mạnh mẽ tình yêu thương đến toàn cộng đồng. Tại miền Trung Việt Nam, nơi hàng năm phải oằn mình gánh chịu hàng chục cơn bão lũ, hiểu rõ những mất mát, tổn thương của người dân nơi đây gánh chịu, thầy và trò Đại học Đông Á luôn chia sẻ, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại thiên tai. Trong những cơn bão lớn nhất từng đổ bộ vào miền Trung như San San, Kassana, Haizan, Naji, thầy và trò Đại học Đông Á luôn kề vai sát cánh, giúp dân phòng chống trước và dọn dẹp sau bão. Không những thế, thấu hiểu những khó khăn chồng chất của người dân khi phải vực dậy sau thiên tai, nhà trường cũng vận động quyên góp ủng hộ, trao tặng học bổng hỗ trợ sinh viên. Đợt mưa lũ lịch sử tại 4 tỉnh miền Trung, 212 suất hỗ trợ với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng, đã kịp thời tiếp sức cho các bạn sinh viên có gia đình nơi vùng rốn lũ. Đại học Đông Á cũng là trường duy nhất trao học bổng toàn phần cho 7 sinh viên là con các gia đình nạn nhân trong cơn bão Cha Chu, tiếp sức cho các em vững tâm tới trường. Đi cùng với những biến động của đất nước, Đại học Đông Á luôn là đơn vị đầu tiên hoặc song hành cổ vũ lực lượng ngư dân và lực lượng chấp pháp Việt Nam đang ngày đêm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Trong ngày sinh viên vì biển đảo quê hương, Đại học Đông Á đã tổ chức các gian hàng ẩm thực, bán các vật dụng handmade, vẽ và đấu giá tranh thư pháp, gây quỹ ủng hộ và đóng góp 40 triệu đồng góp phần xây dựng bảo tàng về Hoàng Sa. Ngày đêm tri ân thầy cô, thầy trò Đại học Đông Á nhắn tin ủng hộ chương trình tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Trường Sa, Hoàng Sa. Hơn 2.150 tin nhắn, tương đương hơn 40 triệu đồng ủng hộ ngư dân bám biển, vượt qua những hiểm họa của thiên tai hay các nguy cơ bị tàu lạ đâm phá. Đại học Đông Á phối hợp với Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức triển lãm trưng bày hơn 70 tư liệu
của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đồng thời trao tặng bức tranh các hình bản đồ Việt Nam đến Bảo tàng Đà Nẵng. Tiếp đó, khi Trung Quốc ngang nhiên hạ giàn khoan HD-981 vào vùng thềm lục địa Việt Nam, hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Đông Á cũng đã tổ chức meeting kêu gọi chung tay bảo vệ hòa bình trên Biển Đông, thay vào trò chung tay quyên góp hơn 100 triệu đồng để ủng hộ lực lượng chấp pháp bảo vệ chủ quyền biển đảo thông qua báo Tuổi Trẻ 50 triệu đồng và báo Thanh Niên 50 triệu đồng, trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân đang ngày đêm bám biển tại ngư trường Hoàng Sa, hỗ trợ gia đình ngư dân gặp nạn trên biển hơn 20 triệu đồng, dành hơn 40 triệu đồng chia sẻ cùng gia đình thân nhân liệt sĩ Gạc Ma, thân nhân các tử sĩ Hoàng Sa. Tinh thần yêu chuộng hòa bình ấy còn hướng đến những nước bạn bè anh em, dõi theo tình hình chung của quốc tế, từ những hành động nhỏ như đi bộ vì môi trường, dọn dẹp bãi biển, meeting ký tên hưởng ứng giờ trái đất, đến những hành động sẽ chia với nhân dân Nhật Bản chịu thiệt hại nặng nề trong trận động đất sóng thần năm 2011, góp sức ủng hộ nhân dân Philippines ổn định cuộc sống sau thảm họa siêu bão Haiyan năm 2013. Cùng với mục tiêu kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, phong cách làm việc chuyên nghiệp là tất yếu để sinh viên vững vàng hội nhập và làm chủ cơ hội cuộc đời. Sinh viên Đại học Đông Á còn được vun bồi tính nhân văn, lòng nhân ái, tinh thần quốc tế trong thế giới đa văn hóa, biết nhận lãnh trách nhiệm trước cộng đồng, đất nước, nhận định thời cuộc và bản lĩnh trí tuệ làm chủ tương lai của chính mình. Một tràng pháo tay cho văn hóa trách nhiệm. Đây là điều mà thầy cô, những anh chị, thế hệ sinh viên đi trước đã làm được. Và bây giờ, văn hóa trách nhiệm này lại được trao đến các em tân sinh viên ngày hôm nay. Thầy mong những điều các chị đã làm được, thầy trò chúng ta và tiếp tục sẽ viết tiếp những cái truyền thống này ở một trường đại học ngoài công lập. Rất nhiều người sẽ nghĩ rằng chắc chỉ lo về tuyển sinh, chắc chỉ lo về những làm sao để mà đạt được cái doanh thu cao nhất. Còn Đại học Đông Á, cô Nguyễn Thị Anh Đào, đây là người chắc bước lên. Và Mai Lâm không hiểu được đến giờ phút này tại sao lại có văn hóa, cuối cùng là văn hóa cộng đồng và đặc biệt là tình yêu thương, tình yêu với Tổ quốc. Câu hỏi này có thể xin mời cô lên cho một tràng pháo tay cho cô để giải thích một xíu thôi. Mỗi con người chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, chúng ta không có quyền được chọn ai là người sinh ra, và chúng ta hoàn toàn không có quyền được chọn nơi mình sinh ra. Nó là duyên và nó là phận, nên nó thiêng liêng. Nếu như có ai đó không nghĩ tới quê hương, chắc chắn sẽ không lớn nổi thành người. Giáo dục là để làm điều đó. Hôm nay các em ngồi đây, các em làm bài học này cùng thầy cô và các anh chị sinh viên đi trước. Thầy Mai Lâm phát hiện ra chúng ta làm từ lâu lắm rồi, và thầy trở thành người nhà của chúng ta. Và chúng ta cùng ngồi đây nói câu chuyện này cho con và các em mai sau, đúng không? Để giữ gìn quê hương, bảo vệ đất nước là bảo vệ ngôi nhà của mình. Đơn giản vậy thôi, đúng không các em? Thank you.
Thầy xin kết thúc phần nói chuyện của mình bằng một câu chuyện nhỏ nữa và các bạn nhìn lên. Các bạn biết khi mà thầy Mai Lâm bước vào trường đại học Đông Á, tôi nghĩ rằng vì chủ tịch hội đồng quản trị hiệu trưởng nhà trường tên là Nguyễn Thị Anh Đào nên chọn bông hoa anh đào để làm cái logo của trường mình. Nhưng sau khi tìm hiểu thì mới biết rằng đó không đúng. Đây cả là một câu chuyện khác về tính nhân văn. Năm cánh hoa như năm châu lục và được đặt giữa bởi một ngôi sao. Câu chuyện về hoa anh đào thì các bạn đã nghe cô đã giải thích về tình thầy trò rồi. Nhưng thầy Mai Lâm còn tìm hiểu sâu nữa, kỹ nữa, thầy phát hiện ra một điều đẹp của hoa anh đào cũng là gì? Bông hoa anh đào này đứng một mình không bao giờ đẹp. Hoa anh đào chỉ đẹp khi được là một cả một dải mà người ta gọi là một đám mây hoa anh đào, nó mới đẹp. Nó nói lên cái tính đoàn kết. Và thầy hy vọng trường mình lấy biểu tượng hoa anh đào ngoài cái ý nghĩa là thầy trò ra, ngoài ý nghĩa yêu thương năm trong bốn bể, ngoài cái ngôi sao trên cung điện ngực ở giữa như vậy, thì mong các con hãy cùng đoàn kết. Đặc điểm thứ hai của hoa anh đào là gì? Hoa anh đào chỉ cần một cơn gió nhẹ nó sẽ lìa cành rất nhẹ nhàng, và hoa anh đào muốn lìa cành ở cái trạng thái đẹp đẽ nhất. Vì vậy người Nhật người ta chọn hoa anh đào là biểu trưng của tuổi thanh xuân, ngoài cái tình thầy trò và chúng ta đã từng nghe. Và bông hoa đẹp nhất biểu trưng tuổi thanh xuân đó, thì ngày hôm nay thầy mong các con khi mỗi khi mà mình mặc chiếc áo hình hoa anh đào đó, chúng ta hãy giữ thanh xuân của mình được tươi như hoa anh đào. Và ngay cả khi mà gì ạ, nó lìa cành như vậy, nó vẫn giữ ở trong cái trạng thái gì ạ, tươi nhất và đẹp nhất. Chúng ta đã bắt đầu vào năm học mới, thầy mong các con hãy tự hào là sinh viên Đông Á, hãy viết tiếp những cái văn hóa mà Đông Á đã làm, đang làm và sẽ làm. Và quan trọng nhất, các con phải học thật, sống tử tế. Học thật các con ra trường mới làm được, và đừng ngại làm và đừng sợ làm. Phải học thật để làm, bởi doanh nghiệp bây giờ không chấp nhận những người chỉ biết lý thuyết nữa đâu. Phải học thật và sống tử tế. Học thật mới làm được thật, và sống tử tế các con cũng mới có quan hệ xã hội với người yêu thương mình. Có những người học rất giỏi nhưng kiêu ngạo. Họ chỉ biết mình, họ không nhận ra được cái tâm hồn chiều sâu của trái tim, và không ai đứng bên cạnh họ, và không thể làm lãnh đạo được. Nên thầy mong các con phải học thật và sống tử tế, đừng ngại khó ngại khổ. Cái điều thứ hai, mong các con hãy có khát vọng, nuôi dưỡng cho mình một khát vọng. Tại sao phải làm thuê cho nước ngoài mà không phải là một ngày người nước ngoài sẽ làm thuê cho mình? Hãy sáng tạo, hãy bứt phá. Sở dĩ chúng ta nhỏ bởi vì chúng ta cứ nghĩ mình nhỏ, chúng ta cứ cúi người mình xuống, chúng ta không chịu lớn. Đất nước Việt Nam trải qua hai thời khắc. Thời khắc thứ nhất là thời khắc giữ nước. Thời khắc thứ hai là thời khắc giữ nước. Hai thời khắc này đều đáng tự hào. Nhưng tất cả niềm tự hào đó đã đều ở sau lưng. Thầy trò của chúng ta cùng phải đưa nước Việt chuyển sang thời khắc thứ ba. Đó là thời khắc làm cho nước Việt này trở nên hùng cường và vĩ đại. Nếu chúng ta không có trách nhiệm, chúng ta sợ trách nhiệm, hoặc chúng ta nghĩ không làm được, sẽ không bao giờ làm được. Thầy mong các con sẽ làm được. Xin cảm ơn quý vị.